trọng giới thiệu ông Đào Minh Hùng, ủy viên ban chấp hành liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao Cao Bằng. Câu lạc bộ thể thao Cao Bằng lên trao huy chương và cờ cho các em trường trung học phổ thông. Xin chúc mừng các em trường trung học phổ thông Nguyễn Anh Linh, chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao Cao Đàn trao giải. Có lưới không? Ghi được cực bàn. Nè, qua đây mình. Ghi được cực bàn. Xin chúc mừng các em trường ủy viên ban tổ chức trưởng phòng bóng đá Hồng Đường, ông Đào Huy Hùng, ủy viên ban chấp hành liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao Cao Đàn trao giải cho các em.